Chương 1567: Lên hay lùi. Nắm đấm của Đại Mạc Cô Yên va chạm với Ô Thiên Cơ trong tay quân Mạc Tiếu. Cặp đối thủ 10 năm này luôn đối chọi gay gắt nhau trên sân, không ai chịu nhường nhau chủ dù chỉ là một bước. Pha xung phong của quân Mạc Tiếu khựng lại, Đại Mạc Cô Yên loạng choạng. Xét về sức đè kỹ năng, xung phong kỵ sĩ mạnh hơn đấm vỡ của nhà quyền pháp một chút. Nếu muốn giành đường, quân Mạc Tiếu vẫn có thể vượt ải Đại Mạc Cô Yên. Tuy nhiên, không phải người duy nhất hắn cần đột phá là anh Lan Sơn Hồ. Bên cạnh Đại Mạc Cô Yên vừa bị xung phong đẩy lùi là lãnh ám lôi lao đến cản địa, quân Mạc Tiếu không thể đi tiếp, đành rút về. Chút thời gian là đủ cho Hàn Văn Thanh ổn định cơ thể. Lan Sơn Hồ của lãnh ám lôi không trúng, Đại Mạc Cô Yên là nối tiếp anh bằng một cái chiều tấn công mới. Phi cước, Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt lên kèm một cú đá. Nếu là solo, cú phi thân nền đá là rất nhiều sơ, nhưng đây đâu phải solo. Cạnh Hàn Văn Thanh có cánh tay đẩy đắc lực kinh nghiệm là Lâm Kính Ngôn. Mọi sơ hở đều được bổ khuyết. Bất đắc dĩ, Diệp Tu Đầy điều khiển quân Mạc Tiếu tiếp tục nhảy lùi. Kiếm sắc rút khỏi chui ô, một cái luồng sáng vút lên, rút đao chạm chém xuống. Lấy hai địch một, Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn tha hồ chiếm lợi thế. Lãnh Ám Lôi xài bước tới trước, móng vuốt đèo trên mù bàn tay vươn ra đỡ đòn. Đại Mạc Cô Yên phía sau cũng xông lên, bỗng thấy quân Mạc Tiếu dương mũi kiếm, sau rút đao chạm lại là sóng kiếm phá đất. Một chiều ngang, một chiều dọc, hai kỹ năng cấp thấp hệ kiếm được Diệp Tu ghép vào xài chung, trông khác chả khác gì thập tự chạm của kiếm khách. Rút đào chạm bị đỡ bởi Lâm Kính Ngôn, sóng kiếm phá đất liền là nhân cơ hội quét vào. Đại Mạc Cô Yên nào tới quá vội, không kịp xử lý, thế là bị sóng kiếm quét cho ngã ngửa theo đống bùn dưới chân. Diệp Tu không dám hàm đánh, giành được khoảng trống tranh thủ dùng thuật phân thân. Tay quân Mạc Tiếu nhanh kết ấn, móng vuốt lãnh ám lôi cào tới chậm nửa nhịp, bóng thì nát mà người thật đã thoát mất. Xoay người Lạc Hoa Trưởng, người thật dịch chuyển xong, quân Mạc Tiếu lập tức ra chiêu, lần này nhảy ra cùng bản nhạc với Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu bị Trường Hà Lạc Nhật kẻm chân, hai người đang sắp lá cả ác liệt thì quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện. Hắn quay đầu tung trưởng đánh thẳng vào sơ hở của Trường Hà Lạc Nhật đang lộ, bốp, Trường Hà Lạc Nhật văng ngay tắp lự, văng đi đâu, văng về phía Thạch Bất Chuyển. Mọi diễn biến nhỏ nhất trên chiến trường đều được Diệp Tu gom vào bài toán của mình. Tuy phản công báo táp bị phá, combo tiếp sau vẫn là gây khó chịu không ít cho bá đồ. Thạch Bất Chuyển nhích người né Trường Hà Lạc Nhật, Mộc Vũ Tranh Phong là luôn kiên trì chăm sóc trị liệu. Giờ thấy Lạc Hoa Trưởng, quân Mạc Tiếu lập tức phối hợp vệ tinh xạ tuyến, được cổ kéo léo tà xuống vị trí Thạch Bất Chuyển nhích sang, lán bị pháo dội thẳng vào đầu. Ăn chọn vệ tinh xạ tuyến, sát thương dĩ nhiên đầu có thấp, thế nhưng mà bá đồ cứ chẳng buồn quan tâm. Trường Hà Lạc Nhật bị trưởng vàng trái ngó ngang, Thạch Bất Chuyển dính vệ tinh xạ tuyến chẳng ai sốt ruột. Tiêu diệt bóng quân Mạc Tiếu, lãnh ám lôi quay đầu, một cái chiếc châm gây tê thình lình phóng theo cái cú xoay người của anh. Còn Đại Mạc Cô Yên bị sóng kiếm phá đất quét cho ngã ngửa, nhưng Hàn Văn Thanh mượn lực tìm về trọng tâm, điều khiển Đại Mạc Cô Yên vặn người, dư lực sóng kiếm phá đất trở thành lực đẩy, giúp anh thuận thế lộn một vòng, đứng dậy sải bước. Chớp mắt nào thấy áp sát, dù bung lên trước thành chiến mâu của Hàn Yên Nhu vẫn là chậm một nhịp. Vùng quyền, những cái cú đấm để lại bóng mờ loáng loáng chồng lên nhau như là ánh sáng vun vút, bốp bốp bốp, từng cú thấu thì tấu xương, tạo nên thanh âm nối liền không dứt. Cả quân Mạc Tiếu lẫn Hàn Yên Nhu đều là ăn đấm tối mặt, chân nổi phía sau liên tục. Đại chiêu 75 của nhà quyền pháp quyền siêu tốc, siêu tốc chỉ là cách gọi, kỹ năng này không có nhanh đến mức nghỉ đỡ, chẳng qua tốc độ tấn công của nó cao hơn hẳn các chiêu khác, hiệu ứng bóng mờ càng tạo ra cảm giác lừa tình. Khi mà quân Mạc Tiếu cùng Hàn Yên Nhu bị đấm cho bay ngược, tiếng hoan hô ngoài nhà thi đấu rền vang như sấm động. Sấp gáy nhà con là ý nghĩ của Phan Bá Đồ, không phải là của Hàn Văn Thanh. Anh biết hai tướng địch chồng như bị đấm văng, thực tế họ chủ động nhảy lùi, mà đúng hơn trong lúc nhảy lùi họ chỉ bị quyền siêu tốc của Đại Mạc quên bổ thêm mấy cú, hơi mất cân bằng chút nào đó ấy, đâu có đến nỗi khó khăn. Nhất là trình độ của Diệp Tu cùng Đường Nhu, nhìn đã biết rơi vào bị động, tiết tấu quá nhanh mà họ vẫn xử lý kịp đấy thôi. Tấn công, phải tiếp tục giành thế tấn công không cho đối thủ có cơ hội thở. Hàm Lân Thanh thầm nghĩ, Đại Mạc Cô Yên định lao lên liền tiếp tục, ai ngờ hai người bay ngửa kia không lo ổn định thân mình đã quay đầu phản công. Gió cuốn mây bay, Hàn Yên Nhu trong tình huống này vẫn thực hiện đại chiêu,
nên biết rằng mất cân bằng mà rơi xuống đất thì phải thao tác rất nhiều để ổn định. Nếu tấn công dễ bị loạn nhịp, nét ra chỉ cần tranh thủ lót chiêu cấp thấp là xong, cô là nhất quyết sai đại chiêu. Đấu khí ma pháp tuôn trào theo chiến màu vậy mạnh. Gió cuốn mây bay đầy sao, Lãnh Ngắm Lôi phanh gấp trên đường lao đến. Lâm Ký Ngôn vốn cho rằng mình có đủ không gian là vòng qua, ai ngờ gió cuốn mây bay đập xuống, phạm vi khí lưu tỏa ra do đấu khí ma pháp tác động rộng hơn tưởng tượng, đã bị hình thái không nhất quán, chẳng biết dự đoán từ đâu. Sao lại thế? Camera chuyển qua cận cảnh Hàn Yên Nhu, cô vừa ổn định cơ thể vừa dùng đắc chiến màu trong tay. Hai việc cùng lúc làm gió cuốn mây bay không được khống chế. Điều bất ngờ là vì thiếu khống chế đại chiêu lại xuất hiện hiệu ứng khác với bình thường. Bị chặn đường, Lâm Kính Ngôn khẩn trương vô cùng, thấy rõ trong cây tê của mình là phóng trúng quân Mạc Tiếu, nhờ được cover bởi quyền siêu tốc bá đạo của đại ma cô Yên. Chúng là cái chắc vì quân Mạc Tiếu đang văng đi trong vô vọng. Sau pha nhảy lùi, hắn chỉ vừa ngẩng đầu đã dính châm gây tê, rơi vào trạng thái tê liệt. Giết hắn đại cục xác định, Lâm Kính Ngôn hạ quyết tâm cho Lãnh Áo Lôi bật xương cốt sắt thép, ôm úp bá thể xông qua gió cuốn mây bay. Đại chiêu 75 độ ập vào người Lãnh Áo Lôi, đấu khí ma pháp không ngừng xuyên phá cơ thể anh, lỗ tung như đạn pháo, chỉ đảo mắt búp bá thể giúp anh vượt ải thành công. Tập kích khối cường lực, anh húc về phía quân Mạc Tiếu trong trạng thái lơ lửng. Búp, tang vi thần Lãnh Ám Lôi bỗng va trúng mục tiêu khác, một con linh miêu từ đầu nhào tới và chạm dữ dội với Lãnh Ám Lôi. Cú vồ của linh miêu dĩ nhiên không mạnh bằng tập kích khối, nhưng là đủ sức cản. Lãnh Ám Lôi rơi xuống, linh miêu văng sang một bên tạch ngay trong nốt nhạc, để lại một cái dấu vụ lỗ trên mặt đất. Bay qua liễu loạn giết chết đám thú triệu hồi phía sau đang sách súng đuổi đến thì gặp Mụi Quang gọi thêm 4 con thú mới, bèn phối hợp với đại mà cô Yên giải quyết bé mèo cản đường Lãnh Ám Lôi. Nếu để tứ thú tập trung, thú vương tứ nguyên tố trận phát động, mối đe dọa không nhỏ. Đối đầu với pháp sư triệu hồi theo trường phái tứ thú, phó cất diệt một con thật nhanh là điều mấu chốt. Linh miêu bị một hit về lạc, còn lại 3 con thú là lôi ưng rồng con biết bay cùng sói băng không biết sợ cùng lúc lao tới chấn quấn Trần Bá Đồ. Diệp Tu, Lâm Kính Ngôn bóng hét lớn trên kênh chat, thời cơ không thể để mất. Bá Đồ là Mặc Thú triệu hồi tấn công mình, toàn quân cả nên định giết quân Mạc Tiếu, nhưng luồng sáng đột nhiên quét qua từ đầu tới chân, hắn tan biến trong không khí, chạm đất lật người. Một cái bóng tay từ tay áo quân Mạc Tiếu áo choàng bóng đêm, may mà dàn tướng Bá Đồ phòng xương xa trường, thấy luồng ánh sáng liền biết chuyện xảy ra. Tịnh hóa kỹ năng sứ giả tu hộ giúp xóa bỏ đi búp trên nhân vật, hiến như nó được mục sư tay nhỏ lạnh giá của Hưng Hân chọn để ép lên vũ khí trận đêm này. Tịnh hóa level 1 chỉ là bỏ một đi búp, vừa đúng số lượng quân Mạc Tiếu đang có. Đi búp tê liệt giải trừ, hắn tự do hành động, lăn mình chịu thân, tung chiều áo choàng bóng đêm. Bá Đồ lẽ tránh quá kịp thời, chỉ nếu không bị quân Mạc Tiếu đóng gói ship hàng. Bá Đồ giữ được quyền chủ động, tiếp tục xông lên khi né qua áo choàng bóng đêm. Hưng Hân lùi về, phối hợp với thú triệu hồi của Mụi Quang, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu bảo vệ hai cái cô cậu pháp sư triệu hồi và mục sư chống trả rút quân. Mặc Vũ tranh phong di chuyển ngài xa, dồn hỏa lực quấy rối thế tấn công của Bá Đồ, nhưng Bá Đồ vẫn cản tới. Tuy trong trận là năm đấu năm nhưng Bá Đồ còn một tướng ngồi chờ mà Hưng Hân thì đã hết. Ưu thế quân số cho phép Bá Đồ hổ báo hơn, đánh phóng tay hơn đối thủ. Hổ báo là phong cách mà Bá Đồ thích nhất và chơi giỏi nhất. Họ kiên quyết đẩy mạnh thế công. Hưng Hân chạy không thoát đành là chính diện tiếp chiến nửa đánh lừa lùi. Những tràng hô hào cổ vũ Bá Đồ trên khán đài càng ngày càng mãnh liệt. Duy trì áp chế chặt chẽ thế này, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Song tướng Bá Đồ trong trận không chủ quan như khán giả, họ không dám thả lỏng tinh thần quá sớm. Cẩn thận, thậm chí Trương Tân Kiệt còn nhắc nhở đồng đội. Theo mắt nhìn của hắn, cách Hưng Hân lùi về sau không giống bị Bá Đồ bước tới mức giã đám. Họ là kiểm soát tốt tiết tấu, phương hướng rút quân được lựa chọn kỹ càng. Hưng Hân đang chờ đợi cơ hội phản kích, Trương Tân Kiệt khẳng định. Cơ hội đến lúc nào trên tuyến đường rút quân chăng? Đằng ra là suối bảy sắc tọa lạc giữa bản đồ, nơi Bá Đồ chưa từng đặt chân tới, nên là nơi đó có địa hình Hưng Hân lợi dụng. Lại một pha sập bản đồ, nhìn Mụi Quang trong đội hình địch, nhớ toàn quân Hưng Hân không đồng loạt xuất hiện suốt 10 phút đầu game, Trương Tân Kiệt không khỏi lo ngại. Chương 1568, đổi chỗ thượng. Có nên phái người đi trinh sát trước? Lấy ý nghĩ đầu tiên bật ra trong lão Trương Tân Kiệt, rất nhanh hắn gạt đi. Xét lý thuyết, Trình Bá Đồ cao hơn Hưng Hân thật đấy,
Nếu đối kháng chính diện lấy 4 đấu 5 thì hơi bị khinh địch, dù là cục diện hiện tại bá đồ chiếm ưu thế. Điều một người rời chiến trường cũng không tới nỗi nào, nhưng tình huống mỗi lúc khác nhau, Hưng Hần chắc chắn là điều chỉnh đấu pháp khi thấy bá đồ chỉnh số tướng bằng mình. Bên kia có Diệp Tu cơ mà, hắn đâu phải là kẻ hiền hậu lương thiện gì. Không thể tách quân, phải tìm cách khác. La Thập thật có khả năng đó. Khi mà góc nhìn nhìn đến chỗ Muội Quang, Trương Tân Kiệt không khỏi nghĩ đến vấn đề này. Tuy phần đông mọi người tin rằng thuyết phá sớ bản đồ chỉ bằng một cú liếc là mánh tung họa mù của Hưng Hần, khả năng này vẫn chưa thể bài trừ hoàn toàn. Nó trở thành nỗi ám ảnh trong lòng một người có tính cách như Trương Tân Kiệt. Đấy chính là mục đích thực sự của Hưng Hân. Hắn hiểu chứ, nhưng biết sao được. Đầu thể đổi tính trong một sớm một chiều. Hắn không phải kẻ đa nghi, chỉ cố gắng nên kế hoạch tốt nhất cho tỉnh uống ngoài kiểm soát mà thôi. Sapando cũng chỉ là một trong các tỉnh uống dự đoán. Có thể đúng, có thể không. Hoặc là khu vực kia sở hữu địa hình có lợi cho Hưng Hân. Tất cả được Trương Tân Kiệt phòng bị sẵn sàng. Giả cố phòng ngự tiếp tục trụ vững, đối kháng chính diện với Hưng Hần. Bình thường thì ok, nếu mà bản đồ sập thật thì khó. Xem ra phải rời xa tuyến đường Hưng Hần mong muốn mới là phương án ổn thỏa. Suy tính kỹ lưỡng, Trương Tân Kiệt hạ quyết định tăng cường tấn công. Mệnh lệnh xuất hiện trên kênh bá đồ là hợp tác nhiều năm của Trương Tân Kiệt Hàn Văn Thanh hiểu ý nhanh nhất. Anh là người đầu tiên hành động theo lệnh. Kết thúc cú đấm buộc Hà Niên Nhu phải lùi. Đại mà cô yên xài bước tới tung thêm một cú đá. Hàn Hi Nhu hạ chiến màu đỡ đòn, quần mặc thiếu bên cạnh rũ ô thiên cơ thạch màu lén nút dụng viền vỗ cồn móc qua. Vân thân, song hồ trưởng đại mạc cô yên nghiêng người, lướt mép, ô thiên cơ cực nhanh, kế tiếp là ra chiêu. Song hồ trưởng, một tay vỗ vào mặt quần mặc thiếu, tay còn lại là đưa ra hòng càn Hàn Hi Nhu tiếp cận. Quần mặc thiếu nhảy lùi lé chiêu, Hàn Hi Nhu thì vòng sang cánh, chiến màu sộc tới, lòng nhà. Chưa cần tránh ngày đỡ đại mạc cô yên là triển khai quyền xung kích, anh lao đến lé lòng nhà bằng cách kéo giãn khoảng cách tiếp tục tấn công quần mạc tiếu. Nhưng mà Diệp Tu cũng kịp ra chiêu phản kích khi mà nhảy về sau khi né xong hồ trường. Kỹ năng hắn chọn cũng là lòng nhà. Hai chiêu va chạm đôi bên là chấn động vì sức nặng ngang nhau, không ai trên cơ. Bốn chữ tăng cường tấn công đâu phải một cái chiêu búp mà đọc ra là sức chiến đấu tăng vọt ngay. Muốn làm được, bản thân các tuyển thủ phải tự đổi nhịp đánh. Nó đơn giản là điều chỉnh cán cân hai mặt tấn công cùng phòng thủ, bỏ bớt phòng thủ dồn sức phương diện tấn công. Hay thẳng thắn hơn là chấp nhận bán máu khi cần. Những tình huống lẽ ra có thể phòng ngự hoặc né tránh, họ là chấp nhận ăn đêm để không gián đoạn combo và quyền chủ động. Tùy chiều bán máu, quyền xung kích của đại mạc quyền là một cái kiểu hành động như thế. Mục tiêu hàng đầu của anh là tấn công quần mạc tiếu, chẳng qua là thuận thế mới là lẽ luôn lòng nhà của Hàn Yên Nhu. Đây là kết quả do kinh nghiệm chiến đấu dày dặn của Hàn Văn Thành mà ra. Chơi YOLO mà vẫn là giảm thiểu được tổn thất đến mức thấp nhất. Tuy né được lòng nhà, đại mạc cô yên cũng không có thoát khỏi chiều kế tiếp của Hàn Yên Nhu. Cô ra chiều đâm liên tiếp, hay hết điều chúng đại mạc cô yên. Đúng lúc này một quả lựu đạn bay tới trước mặt, Hàn Yên Nhu lộ tung hất cô văng đi. Cô vội lăn mình dài chờ lực chấn động từ vụ nổ. Lãnh ám lôi đang chạy về phía Hàn Yên Nhu, bỗng từ đầu bóng đen nào tới là Linh Miêu tấn công. Cuộc chiến đoàn đội luôn là những cái mắt xích liên kết nhau. Hàn Văn Thanh dẫn đầu tăng tốc, nhịp đánh toàn quân bá đồ gắt gao hơn theo anh. Xử lý tên tấn công đột ngột tăng cao của bá đồ, Hưng Hân bỗng chốc rơi vào thế phòng thủ. Trương Tân Kiệt bắt đầu bận tay, vừa quan sát tỉ mỉ cuộc đấu, vừa đối mặt với thử thách trị liệu cho tiết tấu khô máu của đồng đội, là tường thành quan trọng nhất của hậu phương. Nếu trị liệu không theo kịp nhiệt tấn công, đối thủ chắc chắn là thừa cơ hội đột phá. Thuật hồi máu mini, thuật trị liệu, truyền chú, ánh sáng phước lành, khai sáng tinh thần, ngọn lửa thần thánh, những luồng sáng thánh kiết tuôn chảy đều nhịp nhàng từ sao thập tự nghịch quang trong tay Trương Tân Kiệt. Vinh quang đệ nhất mục sư đâu phải hữu danh vô thực. Ở giữa chiến trường hỗn loạn đầy biến động, mục sư dưới tay hắn trở thành nhân vật tỏa sáng nhất để thể hiện kết trình của một trị liệu. Tổ phát sóng thường chọn hình thức zoom vào thanh máu toàn đội, nằm thanh máu của bá đồ xếp gần nhau lên xuống giống như nốt nhạc trầm bổng của những đường kẻ, tạo thành một cái khúc nhạc du dương êm ái. Người nghệ sĩ trình diễn là ai, cạnh bên khuôn nhạc máu, khung hình cận cảnh thạch bất chuyển hiện lên không chút ưu nhã như khúc nhạc tạo lên dưới tay. Hắn luồn nách giữa mưa bom lửa đạn, trường bào trắng muốt của mục sư khoác trên người cũng là vì những cái cú lăn mình mà lấm lem bụi đất. Bá đồ tăng áp lực, Hưng Hần dĩ nhiên biết
Quấy rối trị liệu là cách xử lý tốt nhất cho tình huống này, Hương Ngân biết rõ. Mà bá đồ thì đâu phải kẻ ngu. Pháp sư chiến đấu. Sáp lá cà như Hà Niên Nhu đừng hòng bước vào phạm vi 10 ô xung quanh, thạch bớt chuyển. Tuy nhiên Hà Niên Nhu là tay ngắn dễ trị nhất trong nhóm đội hình Hưng Ngân. Mặc vũ tranh phòng gì chuyển liên tục phía vòng ngoài, ba tay đấm mẹ vật lộn của bá đồ cũng chẳng thể chạm tới sợi tóc của cô. Bá đồ chỉ có bách khoa liễu loạn là quấy rối được cô đôi chút, mà sự quấy phá ấy cũng rất có hạn. Hắn là giải sáng quá nhiều cho các pha chiến đấu trước đó, lượng mà là tiêu tốn cực khủng, giờ là tém tém cái sự bán hòa đi lại. Mà đọ súng thôi thì cũng không xa bằng tầm bắn của pháo. Khoang hồ đối tượng cần trương dây đặc chăm sóc đầu chỉ tù mộc tranh. Cái dàn pet 4 con của muội quàng có rồng còn biết bay cùng lôi ưng là hai đứa có cánh. Xử lý bằng súng ngon hơn bằng tay chân. Cho nên chúng cũng là thuộc nhiệm vụ của bách hòa liễu loạn. Chứ hết cái tên lúc thì tay ngắn, lúc lại tay dài quân mặc tiêu ấy. Thỉnh thoảng cứ đâm sọt các bên, gây ra ức chế vô cùng. Hết mình phó cơ án hắn là tỏ vẻ ta đây là dân cận chiến yêu nghề. Hết mình lơ là một tí hắn là lập tức cho thạch bất chuyển đằng xa một viên đạn. Tịt mẹ cái chiều đằng hồi máu ngâm. Hỏa lực từ nhiều pha, nhiều cấp độ luôn là quấy rối thạch bất chuyển suýt chút nữa gây nhiễu nhịp tấn công hồ báo và đẩy bắt đầu về thép phòng ngự. Nhưng ở phút giây nguy hiểm nhất, đội trưởng và đội phó bá đồ làm miệng chung một lời cùng nhau ra lệnh duy trì tiết tấu đoàn đội. Cứ đánh tiếp, cứ đánh tiếp. Hai cầu chát sống hệt nhau đến từ Hàn Văn Thanh cùng Trương Tân Kiệt. Thế nên bá đồ tiếp tục tạo áp lực thu hẹp phạm vi hoạt động của Hưng Hân. Họ không dồn sức bảo vệ Trương Tân Kiệt đảm bảo nhịp tấn công. Nhưng như vậy Trương Tân Kiệt khó tránh phải tự xử lý những pha quấy rối nhắm vào mình. Hoặc lấy chiêu hoặc bán máu, Trương Tân Kiệt đối diện với nguy hiểm trùng trùng trong tư thế tặng lưng ngẩng đầu tiếp tục trình diễn cái điệu nhạc khúc trị liệu của mình. Hai khung hình xếp cạnh nhau là một cái tình cảnh gian nan, thạch bất chuyển một đặc bản nhạc trầm bổng du dương tạo ra sự đối lập dữ dội khiến người xem nhận thức sâu sắc trình của Trương Tân Kiệt. Mũi tấn công mạnh mẽ không gì cả nổi, tường phòng ngự xây vững chắc từ Trương Tân Kiệt. Một bắt đầu như thế sao mà thua, không thua nổi, bá đồ thắng rồi. Chương 1568 phần 2. Đổi chỗ hạ. Không thua nổi, bá đồ chiến thắng rồi. Bởi vì Hưng Ngân không trị được Trương Tân Kiệt, vô số người cho như vậy. Phản bá đồ trong nhà đấu bắt đầu là hô hào an mừng. Suối bảy sắc có địa hình gì gây bất lợi, Hưng Hân có đến được đó không đã. Dù đến được cũng cỏ sót được mấy tướng. Có cách nào không nhỉ? Các thành viên group chat tuyển thủ chuyên nghiệp đang thảo luận vấn đề này. Thói quen xem đánh giải của họ là thế đấy, luôn là đặt bản thân vào phe trong trận mà nghĩ. Nếu mình là phe chiếm ưu thế, liệu có cách nào thắng đẹp hơn? Nếu là phe bất lợi, liệu có cách nào xoay chuyển? Họ bắt đầu là khẩn đấu khẩu trên group chat. Người này đưa ra giải pháp thì người kia bật lại, tất cả cùng nhau một vòng cuộc chiến diễn ra. Đây mới là lúc YOLO Phương Kiệt Thi của Vì Thảo kết luận. Dĩ nhiên anh nói về Hưng Hân, chơi bá đồ thì cần duy trì tình trạng hiện tại, đứng mắc sai lầm là thắng chắc. Hưng Hân mới là phía cần xoay chuyển cục diện. Mấu chốt nằm chỗ thùng máu thạch bất chuyển. Đây là nhận định chung của các tuyển thủ. Trước mắt chỉ có nước ngăn Trương Tân Kiệt trị liệu mới ảnh hưởng xương máu cốt lõi của bá đồ. Nhưng khó lắm đâu phải Hưng Hân chưa từng ngắt chiêu thạch bất chuyển một hai lần. Được thì được nhưng đâu có đủ, một hai chiêu ngâm sướng bị ngắt không thể nhiễu loạn tiết tấu chung. Hưng Hân cần áp chế Trương Tân Kiệt và thạch bất chuyển quán triệt để cơ. Cả giết, giới phút này con đường duy nhất dành cho Hưng Hân chỉ có thế. Không phải càn giết tay đấm bá đồ mà là focus giết chết thạch bất chuyển. Hưng Hân nên bắt đầu từ đầu là mối quan tâm chính của group chat bên chuyên nghiệp. Hưng Hân có Diệp Tù tọa chấn, không ai cho rằng họ là chịu thua bá đồ dễ. Họ chắc chắn tìm cách dù chết cũng bắt bá đồ thí gan đứt ruột đổi lấy. Hàn Yên Nhu, khung hình bỗng chuyển sang Hàn Yên Nhu. Hào Long phá quân, đấu khí ma pháp ngưng tụ trên mũi chiến màu. Hàn Yên Nhu hùng hổ lao lên, định giáp lá cà hòng dành về chút không gian. Bá đồ lập tức nghênh chiến là Trường Hà Lạc Nhật Bá Hoàng Quyền. Chiến màu, đấu quyền pháp. Cuộc chiến bao năm tiếp tục chuyển xuống hai tiểu tướng.
Gặp Bá Hoàng Quyền, Hào Long Phát Quân mạnh hơn đôi chút, nhưng mà còn xa mới đánh sấp mặt đối thủ. Trường Hà Lạc Nhật hơi loạn choạng, thế tới của Hàn Yên Nhu bị chặn đứng. Nhưng ngay lúc Trường Hà Lạc Nhật mất vững, một bóng người bỗng phóng qua. Quân Mặc Điếu, Hồ Quang Thiểm, bóng hắn kéo theo vệt sáng sắc lạnh. Nạt sắp vượt qua Trường Hà Lạc Nhật thì bỗng cánh tay từ đầu chộp tới. Lan Sơn Hổ, kỹ năng cấp trung của Lưu Manh nhưng dư sức đè Hồ Quang Thiểm. Diệp Tung muốn tranh thủ khoảng trống nho nhỏ đột phá, đào biết rằng từ đầu tới cuối luôn bị giám sát chặt chẽ, đâu chỉ bởi một cặp mắt. Quân Mặc Tiếu phanh gấp, Lâm Kinh Ngôn là căn đúng khoảng khắc quyết định ra chiêu, mà Diệp Tung vẫn kịp dừng bước, hắn là phòng sẵn trường hợp bị cản phá. Lâm Kinh Ngôn không muốn tốn thời gian suy đoán Diệp Tung nghĩ gì, thế phải thấy chiều đã phá chiều, anh biết dù là phản ứng hay thao tác mình là kém Diệp Tung một bậc, cần phải chiếm chủ động. Xoay nửa người sau Nguyệt Nha, song quyền dương lên, vuốt bạc nhất dạ bát hoàng nắp trên mu bàn tay, tức thì phong tỏa toàn bộ khoảng trống có thể lợi dụng. Còn chiều nào nữa, Lâm Kinh Ngôn lìa góc nhìn phát hiện Quân Mặc Tiếu thực hiện thao tác tay cái đấn thuật phân thân. Lại là thuật phân thân, nhưng chỉ thế làm được gì? Nếu trò này cũng không biết đề phòng, mấy năm kinh nghiệm của ba đầu chẳng phải thành trò cười sao? Họ không thể ngăn Quân Mặc Tiếu xài thuật phân thân, vì thuật phân thân ninja thường có tốc độ kết ấn rất nhanh, đã vậy không hạn chế di chuyển, muốn ngắt chiều rất khó. Thuật phân thân cứ để Quân Mặc Tiếu xài đi, bắt đầu chỉ việc giữ hắn ngoài phạm vi là được. Bóng Quân Mặc Tiếu bị lãnh áp lôi cảo nát, người ta dịch chuyển tới chỗ cách thạch bất chuyển bao, đây là cực hạn thuật phân thân rồi. Vị trí một ô trước mặt thạch bất chuyển, một quả lựu đạn bỗng nan ra, có chiêu nào giúp Quân Mặc Tiếu tránh quả lựu đạn kia không? Blink Down, đó là chiêu mà Quân Mặc Tiếu từng sử dụng trong trận solo với Đại Mạc Cô Yên, là một trong kỹ năng được hắn chọn ép trên vũ khí đêm nay. Nhưng Blink Down chỉ có thể lập tức đưa hắn thêm một ô. Nô đạn quá gần, một ô hay hai ô là cả sự khác biệt. Không, không có kỹ năng giúp Quân Mặc Tiếu tới vị trí mình cần. Lựu đạn lộ bom sùng chấn, nàn sóng khí mạnh mẽ hất hắn bay đi. Tới nơi nào thì về nơi đấy, nhưng còn chưa kịp rơi xuống, bóng người là nhảy lên đón hắn giữa không trung. Mãnh hổ loạn vũ, Hàn Văn Thanh dùng hẳn đại chiêu Đại Mạc Cô Yên tung quyền cước như mưa. Quân Mặc Tiếu cố cổng chống trả, hai người đánh từ lúc đang bay tới chạm đất. Dưới sức mạnh của mãnh hổ loạn vũ, Quân Mặc Tiếu bị ép lùi liên tục. Hàn Văn Thanh quyết tâm phò cất hắn, không quan tâm gì khác. Một phần tử khủng bố như Diệp Tu, cử hẳn một tướng ra kèm là việc đáng làm. Diệp Tu bị kèm chặt hơn ngần, còn lại cái gì đây? Hỏa lực tầm xa Tô Mộc Tranh là vì quá xa, hỏa lực đổ xuống Trương Tân Kiệt không có đủ. Tô Mộc Tranh thử nhích tới gần, hy vọng đưa Trương Tân Kiệt vào tuyến hỏa lực của mình để răng đạn pháo thật dày. Hắn là đừng mơ trị liệu, tiếc rằng nhích lên là tự tiến vào tầm bắn của Bách Hoa Liễu Loạn. Các loại hiệu ứng đạn dược không cho phép cô răng tuyến hỏa lực cần thiết. Giá pháo cố định, Mộc Vũ Tranh Phong đột ngột bật đại chiêu, nhưng các cao thủ chuyên nghiệp lại không quá tán đồng. Đối với hành động này, thì giá pháo cố định có thể kháng cự mấy mọi quấy nhiễu. Mộc Vũ Tranh Phong tao bắn thế nào thì bắn, nhưng nó là trói chân cô di chuyển. Mộc Vũ Tranh Phong muốn tấn công thạch bất chuyển, Bách Hoa Liễu Loạn đảm nhận vai trò bảo vệ hắn. Nếu mà thạch bất chuyển chạy xa xa, cô sao có thể đuổi? Giá pháo cố định lúc đó coi như vứt, cô lại rơi vào cuộc đọ súng tay đôi với Bách Hoa Liễu Loạn. Đúng như dự đoán, thạch bất chuyển thấy Mộc Vũ Tranh Phong đạt xuống giá pháo cố định liền là rách áo chạy mất. Chưa được mấy bước, mặt đất phía trước đột nhiên lóe sáng, mà lực lưu chuyển thuật pháp triệu hồi ngừng tụ. Các tuyển thủ chuyên nghiệp bừng tỉnh, hóa ra đây là kế hoạch của Hưng Ân. Hỏa lực từ Mộc Vũ Tranh Phong chẳng qua là dẫn dụ, nhắm đưa thạch bất chuyển vào vòng thú phây triệu hồi. Khung hình lập tức chuyển sang muội quang như là một điều hiển nhiên. Chỉ thấy cậu ta nép mình vào núi, rón rén rón rén để không ai chú ý mà giờ ma trượng ngâm sướng. Bắt đầu liệu có chú ý đến cậu chưa từng. Cơ nhìn cái đấu pháp tứ thú suốt cả trận đều là chưa bao giờ tập trung đủ bốn con nào biết. Bắt đầu luôn đề phong đại chiêu thú vương tứ nguyên tố trận. Hiện giờ cũng vậy, chỉ ba con. Lôi ưng còn rồng biết bay, cùng với cả linh miêu đang vây quanh lãnh ám lôi. Nếu không vì chúng, lãnh ám lôi sớm là tóm cổ mội quang hoặc là tay nhỏ lạnh giá. Hai người này được Hưng Ngân bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng từ lúc triển khai thế tấn công thì không có rảnh bận tâm tới họ. Lãnh ám lôi nhảy lên cao, dùng vuốt bạc đánh lôi trên trời, dây dừa thú triệu hồi là trị ngọn không trị gốc. Lâm Kính Ngôn muốn nhanh chóng thoát ba con thú này, chạy qua bắt chủ nhân. Ai ngờ vừa cào một phát, lôi ưng đột nhiên hóa thành vệt sáng biến mất. Xanh cỏ, Lâm Kính Ngôn không biết là không phải vậy. Đây là dấu hiệu thú triệu hồi hết thời gian tồn tại hoặc chủ nhân nó triệu hồi còn mới thay vào. Có tiếng chim ưng kêu lên từ bên hông,
Lâm Kính Ngôn chuyển góc nhìn thấy trước mặt Thạch Bất Chuẩn có một trận pháp triệu hồi. Một con nôi ưng mới toanh bay ra há miệng nhả xét bắn về Thạch Bất Chuẩn. Thạch Bất Chuẩn lách người né tránh. Thuật pháp trận pháp triệu hồi thứ hai là xuất hiện sát hắn. Rồng có biết bay và Linh Miêu là bỏ rơi Lãnh Ám Lôi cùng nhau lao tới chỗ Thạch Bất Chuẩn. Lãnh Ám Lôi không còn áp lực, nhưng Lâm Kính Ngôn lại giật mình. Hai con này là chạy qua tập trung với lôi ưng mới triệu hồi, trận pháp mới chắc chắn là sói băng, tứ thú sắp hội tụ. Bất kể thế nào mình phải giữ được một con. Lãnh Ám Lôi vặn người quất một nhát. Linh Miêu nhanh nhẹn, linh hoạt dễ là thoát khỏi móng vuốt của anh. Lãnh Ám Lôi không tốn thời gian vì Linh Miêu là con khó đánh trúng nhất trong giải pet tứ thú. Ấn phím nhẹ nhàng, Lãnh Ám Lôi phi thân nhảy lên vươn tay tóm đuôi rồng con biết bay. Hai tay anh giữ và ném, quăng ném, rồng con biết bay bằng mắc khoảng cách. Tập kích cuối cường lực, Lãnh Ám Lôi hút tới chỗ bụi quang. Giết rồng con cũng chẳng được lợi gì, ném nó thật xa mới là cách hay nhất. Xoay băng phóng ra từ trận pháp triệu hồi, tiến tới Thạch Bất Chuyển. Thạch Bất Chuyển cầm sao thập tự nghịch quang trong tay cận chiến với nó. Thập tự trình phán xét là đại triều công kích hắn chọn nọc đêm nay. Đem ra vật với một con thú triệu hồi cũng khá ổn. Trận pháp thứ ba xuất hiện, quả nhiên bụi quang muốn triệu hồi lại rồng con biết bay. Lãnh Ám Lôi tới gần cậu, anh vung tay một cục gạch bay tới. Một bóng người lao tới đỡ gạch, tay nhỏ lạnh ra lấy thân mình cạn chưa không để bụi quang bị ngắt ngầm sướng. Không thể cản rồng con biết bay được triệu hồi, Lãnh Ám Lôi là tới trước mặt bụi quang, muốn gọi thú vương tứ nguyên tố trận e rằng rất khó. Tay nhỏ lạnh giá và cái là văng luôn. Chi liệu vốn là trọng điểm tấn công các trận đoàn đội, giờ lại bị Lãnh Ám Lôi bỏ mặc. Mụi quang mới là người nắm đòn sát thủ. Thú vương tứ nguyên tố, mụi quang giờ cao mà trượng. Bốn con thú nghe thấy chủ nhân triệu tập, lực lượng nguyên tố bắt đầu lượn quanh chúng tạo ra bốn cái màu sắc khác nhau, đại diện ma lực ánh sáng, bóng tối, băng và lửa. Tiếc tay lượn một vòng, quần sáng bốn màu nổi lên là bỗng tỏa mất. Ngắt chiều, khoái thầu, Lãnh Ám Lôi bóp cổ mụi quang dí cậu trên vách núi. Thú vương tứ nguyên tố bị ngắt. Thôi xong, bầu không khí im lặng, bao trùm group chat tuyển thủ chuyên nghiệp. Không phải họ khát khao thấy hừng hần thắng, mà chỉ mong có thêm nhiều bước ngoặt đẹp mắt xuất hiện. Xung quanh Thạch Bất Chuyển tuy rằng tập trung bốn con thú triệu hồi, nhưng bằng thập tự trình phán xét, hắn bảo vệ bản thân tốt. Kế tiếp là sử dụng đôi cánh thiên sứ treo mình trên không, vô hiệu hóa hai con dưới đất. Bên cạnh có hỏa lực của Bách Hoa liếu loạn trợ giúp ít nhiều, đạn băng vốn ở khắc tinh của chú rồng chuyên phun lửa. Chú ta bị giết là chuyện sớm muộn. Vòng vây tạo lên bởi bốn con thú triệu hồi không được chủ nhân chỉ huy, muốn phá là quá dễ với tuyển thủ chuyên nghiệp. Các cao thủ trên group chat cũng không xem đây là mối đe dọa lớn nào đối với Thạch Bất Chuyển. Trông hắn kìa, sau khi mọc cánh bay lên trời thì bắt đầu vào trị liệu đồng đội luôn. Thắng thua đã định, các tuyển thủ chuyên nghiệp là lười phải xem tiếp camera chuyển qua quần mặc tiếu của Diệp Tu. Dòng bình luận tiếc thường như là đọc văn điếu của Phan Lâm và Lý Nghệ Bác. Tay trắng dựng nghiệp một mình thành lập chiến đội Diệp Tu là từ vòng khiêu chiến đánh thẳng vào vòng chung kết ác chiến và trận với ba đồ trong bán kết. Tôi nghĩ đây là kỳ tích quá khủng, Phan Lâm nói. Nhưng vậy dù dừng bước trước thềm của tổng chung kết hết duyên nợ với quán quân, nhưng anh ta làm được điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Về sau liên minh tiếp tục phát triển e rằng càng khó có ai tái hiện. Đó là cách mà Diệp Tu ghi tên mình vào sử sách vinh quang, Lý Nghệ Bác nói. Chiến đội anh ấy thành lập có tương lai vô cùng sáng lạn. Mỗi một tân binh trong đội đều có trình độ đáng ngạc nhiên. Họ vẫn còn không gian trưởng thành và hưng hần cũng thế, Phan Âm nói. Họ tuy bại mà vinh. Tuy bại mà vinh nói sau một tràng cá im lặng như mặc niệm. Lúc này Đại Ma Cô Yên đấm một cái cú vào mặt Quân Mặc Tiếu. Nếu Quân Mặc Tiếu bị anh giết luôn coi như là minh họa hoàn hảo lời họ. Phan Âm và Lý Nghệ Bác không khỏi nghĩ vậy. Nhưng thanh máu của Quân Mặc Tiếu còn dài lắm, hai người đành tiếc hủi hụi. Thật ra đừng nói tiễn Quân Mặc Tiếu về làng, cú đấm Đại Ma Cô Yên còn chưa chắc chúng. Song động tác dương ô thiên cơ của Quân Mặc Tiếu là không có đỡ cú đấm kia. Hắn Văn Thanh sửng sốt, một sai lầm quá vớ vẩn né nào Diệp Thu mắc phải. Tim anh bỗng hụt một nhịp, trúng chiêu, từ cú đấm mục tiêu vỡ nát thành một vầng sáng lan tỏa. Cùng lúc đó có tiếng mèo kêu vang vẳng, một con linh miêu lồng đèn vàng bạc dưới lắm đấm của Đại Ma Cô Yên. Ha, camera room cận cảnh mọi người nhìn thấy Quân Mặc Tiếu biến thành mèo. Vinh Quang không cho phép biến hình, cho nên chỉ có một khả năng, kỹ năng pháp sư triệu hồi đổi chỗ. Vãi lọ, hóa con linh miêu kia là do Quân Mặc Tiếu triệu hồi. Trên group chat các tuyển thủ chửi mắng ầm chơi. Quân Mặc Tiếu vụt phía sau lưng Thạch Bất Chuyển, đôi cánh thiên sứ à, chói mù mắt. Diệp Tu khen ngợi, kỹ năng thích cách liều mình một hit. Cờ lờ gơ tơ, liều mình một hit ở đâu ra vậy? Cái ô có hai hình thái ám dạ thôi mà, xé hết cả hai rồi. Các tuyển thủ tiếp tục mắng.
Chương 1569, liều mình một hít. Loạn hết rồi, loạn hết rồi. Ai xem trực tiếp trên TV ngơ ngác. Phan Âm Lý Nghệ Bắc thở than tiếc nuối cho Diệp Tu, sau đó trợn mắt nhìn đối tượng mình khóc thương biến thành con mèo. Đôi cánh thiên sứ hà, chói mù mắt, dòng chào húng Diệp Tu hiện trên kênh chat. Nhưng tổ ghi hình không nhận ra kỹ năng đổi chỗ nên là luống cuống quay camera quả tạch bất chuyển. Quân Mạc Tiếu nhảy tới sau lưng liều mình một hít. Group chat tuyển thủ chuyên nghiệp lạc loạn cao cao, bước ngoặt quá lớn diễn ra trong khoảng khắc quá ngắn. Đến họ cũng nghẹn họng, nghi vấn to nhất trước mắt là liều mình một hít ở đâu ra. Ô Thiên Cơ là 12 hình thái, lý thuyết F12 kỹ năng nguyến, không phải là chiêu chuyển nghề hay thức tỉnh. Mỗi một trận có Hưng Ngân tham gia, việc phỏng đoán Diệp Tu chọn combo 12 kỹ năng nào là xu thế thời thượng. Mà không phải lúc nào hắn là xài hết toàn bộ, vì khi cần mới sử dụng thì đâu là để thắng chứ đâu phải để biểu diễn. Trận đêm nay là đảng thời thượng đếm kỹ năm. Đảng thời thượng có những ai tuyển thủ chuyên nghiệp dĩ nhiên. Anh dũng bật nhảy, châm độc, thuật độn thổ chém đầu, linh đào, kiếm sóng xoáy, cuộn dây từ trường, phản công báo táp. Họ đếm đầy đủ, tính luôn cả va vừa rồi. Thêm hai kỹ năng linh miêu cùng đổi chỗ của pháp sư triệu hồi là tổng cộng 9/12 chiêu đã được xài. Ai không biết nghĩ nếu mình một hit là chiêu thứ 10. Kỳ thực điều này vô lý. Số lượng chủng loại hình tái Ô Thiên Cơ chẳng phải bí mật. Hệ thánh trước có 3, pháp sư có 2, vật lộn có 2, kiếm 2, ám dạ cũng 2, cuối cùng là thuộc hệ súng tổng cộng 12. Tối nay hai kỹ năng thuộc hệ ám dạ bao gồm là thuật độn thổ chém đầu của Lin Sa và Blink Down của Thích Khách. Quân Mạc Tiếu là từng dùng qua, tức là chiêu này đã hết hệ này hết slot. Liều mình một hit kỹ năng ám dạ thứ 3 từ đâu mà ra? Chẳng lẽ Ô Thiên Cơ là nghiên cứu thành công hình thái thứ 13? Toa lý nghĩ đầu tiên vọt lên nhưng mà mọi người nhìn kỹ mới hộc máu. Làm gì có Ô Thiên Cơ ở đây? Nó bị Quân Mạc Tiếu thu về túi trang bị. Thực hiện liều mình một hit, Quân Mạc Tiếu là đang cầm trong tay một cây dao găm. Hắn đổi vũ khí trong hệ súng, hành động này gọi là trường phái đổi súng, hoặc là hai tay hai súng. Trong hệ kiếm gọi là đổi kiếm hoặc song kiếm. Khái quát lên, người ta đặt một cái tên chung là lối chơi đổi vũ khí. Tán nhân ban đầu là cần vác một kho hàng để xài chiêu đủ mọi nghề, là đại diện xuất sắc cho lối chơi này. Tuy nhiên người ta đổi vũ khí cùng nghề là để cho nhiều lối đánh đa dạng. Còn tán nhân là chẳng qua là bất đắc dĩ, nếu không làm thế nghề tán nhân sẽ bị đào thải. Thực tế tán nhân mới là người cầm hận nhất việc đổi vũ khí hoành xoạch trong chiến đấu, vì họ không có quyền lựa chọn như các trưởng phái khác. Quân Mạc Tiếu là ước mơ, biến ước mơ trở thành hiện thực nghề tán nhân. Hắn sở hữu kho vũ khí bạc Ô Thiên Cơ, biến đổi 12 hình thái, cho phép nghề này vĩnh biệt lỗi liềm bất đắc sĩ kể trên. Thế mà giờ đây cái tên Quân Mạc Tiếu tay 12 cây lại là thủ sát một món khác, tự nguyện chơi theo trưởng phái đổi vũ khí làm toàn bộ người xem cạn lời. Các tuyển thủ chuyên nghiệp kịp chửi bới trên group chat là nhờ phản ứng và tốc độ tay thần sầu mà thôi. Mày có hình chiếu 3D, khán giả trong nhà thi đấu không lỡ mất cảnh quan trọng trên TV. Họ thấy tận mắt Đại Mạc Quyền đấm trúng Linh Miêu thay vì Quân Mạc Tiếu, người đã hoán đổi vị trí, liều mình một hit lấy máu đổi máu, lấy mạng đổi mạng. Người thực hiện liều mình một hit là gây sát thương từ việc thí máu chính mình, tỷ lệ bao nhiêu là tùy level. Nhưng mà Quân Mạc Tiếu ép cho trên vũ khí chỉ có một level, lượng máu được thí và lượng sát thương gây ra là khá hạn chế. Liệu thạch bất chuẩn có bị tiễn vòng luôn trong một nốt nhạc? Chẳng ai có lòng dạ ngồi tính toán vì câu trả lời là trước mắt. Rồi dám nhất vẫn là tuyển thủ bắt đầu trong trận, bước ngoặt này quá lớn và bất ngờ với họ. Bạch Hòa Liễu Loạn đang đọ sức với Mộc Vũ Tranh Phong, Trương Hà Lạc Nghề thì ác chiến với Hàn Yên Nhu, đánh áp nôi là chặt tận gốc mối họa pháp sư triệu hồi. Một cách trùng hợp cả ba quay lưng về Quân Mạc Tiếu không biết chuyện xảy ra. Cho đến khi Quân Mạc Tiếu buông lời chào phúng và dòng chất Hàn Văn Thanh xuất hiện trị liệu, phát hiện mình đấm trúng Linh Miêu không phải Quân Mạc Tiếu, Đại Mạc Cô Yên lập tức chát khoảng khắc quyết định. Anh không mắc sai lầm trong chỉ huy đảm nhiệm chức vụ đội trưởng suốt 10 năm. Mệnh lệnh là từng hạ trên chiến trường vô số, lệnh phải rõ, chính xác, có ý thức cắm rễ trong đầu anh. Nếu người khác e rằng buột miệng kêu cầu, đổi chỗ là ai đổi với ai, tướng ba đồ có kinh nghiệm dày đến đâu, nếu đột nhiên thấy một cái cầu như thế là khó liên tưởng tới kỹ năng đổi chỗ của pháp sư triệu hồi. Đổi chỗ là kỹ năng có cái tên trùng với mệnh lệnh chỉ huy thường thấy, thốt vào lúc này là khiến đội hình càng hỗn loạn. May mà Hàn Văn Thanh không làm vậy, đổi chỗ thực hiện hoàn tất. Mà tuyển thủ trong trận chưa bao giờ cần tường thuật giải thích điều gì, cái họ cần là bước kế tiếp làm gì, làm thế nào, trị liệu. Hai chữ, chỉ hai chữ cực kỳ mạnh mẽ, trong khi dòng chat của Diệp Tu lại có tới 8 chữ, có thêm hai cái dấu chấm câu. Rất nhiều tuyển thủ hay nói lời rác rưởi, ít ai là để sở thích này ảnh hưởng tới việc thao tác trong trận,
cái gì quan trọng và cái gì không họ biết phân biệt. Bà tướng bắt đầu lập tức quay góc nhìn, bách quả liễu loạn còn thuận thế lộ súng. Thân trải trăm trận, tướng Trương Gia Lạc ý thức mệnh lệnh đột xuất của Hàn Văn Thanh không phải chuyện đơn giản. Nhưng khi quay đầu, cảnh tượng trước mắt họ là dao găm trong tay Quân Mặc Thiếu đâm thẳng tim Thạch Bất Chuyển từ sau lưng. Thạch Bất Chuyển sao kịp xoay góc nhìn như họ, hắn giơ cánh mang theo sao thập tự nghịch quang muốn dùng thuật trị liệu hồi máu lập tức cho chính mình, song đã quá muộn. Chết rồi, chứng kiến thanh máu cạn khô, Trương Thiên Kiệt lặng nghĩ, là liều mình một hít. Hắn biết trong trận tướng ngân duy nhất thực hiện được chỗ này chỉ một người là Quân Mặc Tiếu của Diệp Tu. Người khác chờ đợi kết cục của Thạch Bất Chuyển, nhưng Trương Thiên Kiệt thì không, một cách ngược ngạo. Hắn rất tin Diệp Tu dám sử dụng một chiêu nguy hiểm như liều mình một hít, hắn chắc chắn Diệp Tu tính toán kỹ. Hít đâm này Diệp Tu là không để Trương Thiên Kiệt lật tình thế, liều mình một hít là một hít tử trận. Ánh sáng lấp lánh vừa ngưng tụ trên sao thập tự nghịch quang đã tan biến. Đôi cánh thiên sứ phút chốc nhạt màu, như đồng lại thành băng rồi vỡ vụn. Thạch Bất Chuyển rơi xuống từ không trung, avatar và ID cùng chuyển sang xám sắc. Phút thứ 31 là 18 trận đoàn đội, vá đổ mất Trương Thiên Kiệt, mất trị liệu. Mà thậm chí ngoài Hàn Văn Thành, tứ tướng ba đồ còn lại là chưa nhận thức rõ mọi chuyện. Kể cả Trương Thiên Kiệt người lặng lẽ ra đi, họ chỉ thấy Quân Mặc Thiếu từ đầu xuất hiện, đâm chết Thạch Bất Chuyển với cây dao găm trong tay. Liều mình một hít, đương nhiên là liều mình một hít, chỉ có là liều mình một hít còn chưa nào gây bùng nổ đêm bằng nó. Liều mình ư, vậy mày cũng chết đi. Phòng mất hậu phương, bá đồ phải nhân lúc này giết Diệp Tu, cậu trước mặt, vì sao liều mình một hít là kẻ ám sát không được phép nhận hồi máu trong một thời gian nhất định. Liều mình một hít, level 1 không có trò thí máu quá nhiều, nhưng mà máu của Quân Mặc Thiếu vốn không đầy, hắn quyết tâm giết Thạch Bất Chuyển nháy mắt nạt đầm, cho là thí hết lượng máu có thể. Thanh máu hiện tại còn có 7%, 7% trong trận đoàn đội cản xét là chuyện đếm bảng giây, nhưng bá đồ là có khả năng giết. Bốn tay đấm bá đồ thì hết ba tướng thuộc hệ vật lộn đều đang cách xa Quân Mặc Thiếu. Trương Hà Lạc Nhật bị Hàn Yên Nhu kèm chân đầu thể tới, nói chạy là chạy. Đại Mạc Cô Yên thì tự do đấy, nhưng anh ở xa nhất muốn tiếp cận Quân Mặc Thiếu là tốn thời gian. Vì giảm thiểu mối hiểm họa mang tên Diệp Tù, Hàn Văn Thanh cố tình đẩy Quân Mặc Thiếu rời khỏi chiến trường chính. Sau va đổi chỗ thần thánh, Quân Mặc Thiếu là quay phát về. Đại Mạc Cô Yên chẳng khác nào tự mình cách ly, nhất thời là không thể tác động tới cục diện trận đấu. Anh là người nhìn rõ tình hình nhất trong bá đồ, có thể phản ứng sớm nhất, nhưng bởi khoảng cách là nghề của anh là nhà quyền pháp, duy nhất điều anh làm được chỉ là gõ chữ mà thôi. Giờ gõ có vô, gõ cũng là vô ích. Toàn quân bá đồ biết trọng điểm cần làm, Đại Mạc Quyên vội quay trở về, Lãnh Áo Lôi cũng vứt bỏ mũi quang lao tới Quân Mặc Thiếu. Bách quả liễu loạn khi xoay góc nhìn hướng trước đó đã lộ súng, khổ lỗi là dù dễ tấn công Quân Mặc Thiếu nhất hiện tại, hắn lại không hành động theo ý. Vì sao? Vì Mộc Vũ Tranh Phong thấy hắn xoay góc nhìn là tăng mạnh hỏa lực áp chế. Bách quả liễu loạn chưa kịp xả đạn, Mộc Vũ Tranh Phong còn xả pháo sớm hơn. Tích tắc đó, khói lửa mịt mù rơi xuống, tàn phá mảnh đất dưới chân bách hòa liễu loạn. Hắn gian khổ luồn nách giữa đạn pháo, chịu không ít sát thương. Lại nhìn Quân Mặc Thiếu chỉ thấy sói băng vẫy vùng gầm tét, chạy tới tấm khiên trước người. Bà còn thú triệu hồi, từng bao vây Thạch Bất Chuyển vẫn còn sống. Chương 1570, lấy công làm thủ. Sói băng làm nhiệm vụ đỡ đạn từ bách khoa liễu loạn, hai con thú còn lại là tiến vào thế bảo vệ Quân Mặc Thiếu. Quân Mặc Thiếu rất biết phối hợp, nhích mình giữa chúng, nó tìm che chắn. Cùng lúc này là một cái trận pháp triệu hồi khác lặng lặng hiện, nhằm vào Quân Mặc Thiếu. Lãnh Âm Lôi bỗng quay phát lại ném gạch vào đầu muội quang. Lãnh Âm Lôi vốn là tóm cổ muội quang ngăn cậu tiếp tục triệu hồi, nhưng việc điều khiển thú triệu hồi là thao tác không thể bị ngắt. Gặp nguy hiểm các pháp sư triệu hồi thường là gọi pet về cứu mình, mà muội quang thì không. Bầy thú của cậu trước đó về đánh Thạch Bất Chuyển, giờ là chuyển qua bảo vệ Quân Mặc Thiếu với cái cây máu ra sẹo sau pha liều mình. Còn bản thân cậu bị Lãnh Âm Lôi đánh, cậu trốn được cái nào trốn không trốn được là trông vào tay nhỏ lạnh giá. Luồng sáng trắng không ngừng phủ xuống, muội quang giúp cậu giữ máu, có chịu liệu chăm sóc rất khó để solo cản giết nhân vật. Lâm Kinh Ngôn dĩ nhiên biết rằng kẻ muội quang lẫn tay nhỏ lạnh giá mới là điều cần làm. Ngay cậu là tân binh nạt tập cùng An Văn Giật chẳng ngờ ngạch chút nào. Cả những lúc được chiến đội bảo vệ tận răng, họ cũng không bao giờ đứng chung một chỗ để địch có cơ hội giết cả đôi. Lúc này lao ra đỡ gạch dù muội quang, thế nhỏ lạnh giá là chú ý tới bảo trì khoảng cách. Tình huống mà Lâm Kinh Ngôn mong đợi Hưng Hân là từ đầu đề phòng, thế nên thấy có biến, Lãnh Âm Lôi chẳng đắn đo mà chuyển mục tiêu qua Quân Mặc Thiếu ngay tắp lự.
Tuy nhiên vẫn đoán biết Mội Quang có hành động khi mình thả tự do, cậu mới là định triệu hồi Nạ Anh lật tay tặng gạch. Không những vậy còn là quả quyết quay về xử lý cậu triệt để. Mội Quang lấy giờ bị lọc xa đánh, nếu có rảnh tay rằng bẫy dụ tình mình chắc chắn là không. Lâm Kính Ngôn âm mưu ném gạch để tay nhỏ lạnh giá nhảy ra đỡ dụ Mội Quang. Tính rất kỹ với khoảng cách lần này, một pha bật đè đủ tóm gọn cả hai. Tạm thời bá đồ đang 4-5, đại mà cô hình cần thời gian rút khoảng cách. Tay nhỏ lạnh giá không ai kẹp, chỉ cần được thở, trình trị liệu ăn văn giật có thể đạt đến cấp thần. Cứ nhìn cây máu hưng hơn là biết nhảy nhót ổn lắm chứ chả đùa. Phải khống chế trị liệu, các thủ chuyên nghiệp trên group chat đang bàn tán xôn xao. Trước mắt trị liệu kèm còn là quan trọng hơn giết Quân Mạc Tiếu, vì nếu kèm ổn, chấp Quân Mạc Tiếu sống qua thời gian cấm hồi máu, sau liều mình một hít vẫn là khốn đốn như thường. Nhất cử lưỡng tiện là đây, thế bắt đầu không nhận định theo hướng này. Hội tuyển thủ chuyên nghiệp hơi ngạc nhiên, mãi tới khi Lãnh Ngâm Lôi bật một cách đột ngột họ mới hiểu tính toán. Bắt đầu không hề mù mờ thiếu tỉnh táo mà bởi kinh nghiệm quá cao, trình xử lý láo tướng hướng tới mục tiêu xa hơn. Lâm Kính Ngôn muốn kèm trị liệu và pháp sư triệu hồi của Hưng Ngân cùng lúc. Song điều mà Lâm Kính Ngôn thấy lại là Bụi Quảng ăn gạch vào đầu, cậu bị ngắt ngầm sướng, tay nhỏ lạnh giá không lấy thần ná chắn như Lâm Kính Ngôn mong muốn. Âm mưu bị bại lộ, Lâm Kính Ngôn không rảnh truy tìm nguyên do, nhưng vì cũng như các tuyển thủ chuyên nghiệp gây phân tích, tóm lấy trị liệu Hưng Hân là việc cần kiếp lúc này. Không ai ở đây gần, tay nhỏ lạnh giá là cơ hội quý giá, dụ tình không được tàn lào tới. Lãnh Ngâm Lôi chạy về phía tay nhỏ lạnh giá, tốn công lập mưu mà thất bại, Lâm Kính Ngôn không để tâm cho lắm. Trọng điểm trị liệu của Hưng Hân là Quân Mạc Tiếu, nhưng hắn bị cấm hồi máu, chỉ cần kèm tay nhỏ lạnh giá thời gian này là đẹp, chút trì hoãn kia không cần tiếc nuối. Tóm cổ tay nhỏ lạnh giá, Quân Mạc Tiếu chắc chắn chết là nhận định chung của khán giả. Bất ngờ thay, trong tình trạng sinh tồn đáng ngại, tự vệ không xong, Quân Mạc Tiếu lại là vào thế muốn ăn thua đủ. Sói Bằng, Rồng Con Biết Bay và Lôi Ưng cùng nhau xông lên, Quân Mạc Tiếu theo sát sau lưng, mục tiêu là bách hoa liễu loạn. Ba con thú triệu hồi không hề bảo vệ Quân Mạc Tiếu, chỉ che chắn cho hắn, phối hợp đạn pháo từ Mộc Phủ Tranh Phong đồng loạt tấn công bách hoa liễu loạn. Muốn tự sát, người người nhà nhà chúa mắt, máu chỉ 7%, Quân Mạc Tiếu không đò trốn còn tự đầu đưa đầu ra trước lòng xuống, chẳng phải tự sát là gì. Chắc tuyển thủ chuyên nghiệp không nghĩ vậy. Emo ảo ạt nhảy trên group chat thể hiện một cái cùng bậc cảm xúc. Không ai cho rằng Diệp Tu muốn tìm chết. Đếm đi này, 1, 2, 3. Trương Gia Lạc hiện phải đối mặt với bà hướng tấn công cùng lúc. Hắn đang 1-3, cản giết Quân Mạc Tiêu ư. Thấy máu đối thủ còn quá ít, người ta là thường hăng lên bất chấp mà cản giết. Nhưng điều này hơi khó với một chuyên gia đạn dược. Chuyên gia đạn dược không có kỹ năng bá thể, mọi hiệu ứng đều có thể gây ảnh hưởng tới. Lòng súng lệch một tẹo là đạn chết hướng, cổ tay méo một tí là lựu đạn lổ sai chỗ. Quân Mạc Tiếu tuy chỉ 7% máu nhưng đâu có phải là bắn phát chết ngay. Muốn giết hắn, bách hoa liễu loạn cần duy trì sát thương ổn định. Theo cách nhìn tuyển thủ, đây là thử thách rất lớn cho Trương Gia Lạc. Trương Gia Lạc thì cũng nhìn ra tình hình rồi. Rồng Con Biết Bay nhà lửa, Lôi Ưng nhà xét, hắn bị quấy rối không ít. Xoay Băng là nhảy cắn xé, há miệng và khí lạnh nhèn nhét vào góc nhìn. Nhưng cơ hội kia giữa tích tắc hiếm hoi, Trương Gia Lạc phát hiện khoảng trống để bắn tới Diệp Tù. Hắn năn mình ném một quả lựu đạn sát thương ao e, lỡ lém hụt cũng là lỗ làn Quân Mạc Tiếu, hiệu suất chắc chắn cao hơn bắn súng chưa chắc trúng. Đoàn một tiếng súng vàng, lựu đạn chưa rời tay, bách qua liễu đạn đã lỗ tung. Đằng xa lòng Ô Thiên Cô gần vương khói đen lượn nở. Diệp Tu không phải đối tượng cần bảo vệ, hắn là tay đấm. Trong khi Trương Gia Lạc vừa phải tấn công vừa lo né tránh, điều kiện hoạt động của Diệp Tu là thoải mái hơn nhiều. Lấy công làm thủ, Hưng Hần áp chế thành công một bách hoa liễu loạn muốn cản giết Quân Mạc Tiếu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.